ơi, thanh toán cho chị với. Phiền em lấy cho chị hai cái hộp nhá. Đừng bảo với tớ là cậu đem thức ăn thừa này về đấy nhá. Xung quanh người ta cười cho đấy. Tớ thấy có gì đáng xấu hổ đâu. Mình cũng bỏ tiền ra mua mà. Nếu thế thì bữa này chia ba đi. Cậu hai phần, tớ một phần. Chứ cậu đã được ăn rồi, sao lại còn được đem về nữa. Thành ra tớ lỗ à? Cậu yên tâm đi, bữa này tớ bao. Này, cậu bỏ ngay mấy cái hộp này đi. Bao nhiêu người nhìn bọn mình đấy. Tớ có thấy ai nhìn đâu. Cậu mà không bỏ mấy cái hộp này đi á, tớ không về theo cậu đâu đấy. Biết đâu về nhà cậu lại cho tớ ăn mấy cái thứ này thì làm sao. Thành tớ về cho lành đây. Cậu không về nhà tớ cũng được, nhưng nhất định cậu phải xem thứ này. Cháu gái, đừng ăn những thứ đã rơi xuống đất. Ăn cái này đi. Cháu cảm ơn cô. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một món ngon như thế này cô ạ. Thứ mà cậu lãng phí ngày hôm nay là thứ quý giá đối với những người khác. Cẩn thận với những thứ mà cậu cho là nhỏ nhặt. Chỉ cần một lỗ giò bé cũng làm đắm một con tàu. Tích chữ xăng chờ ra cao để bán giá trên trời nhằm trục lợi. Tôi nghĩ tội này không nhẹ đâu. Này, cô đừng có mà ăn nói lên thuyên nhá. À đúng rồi, tôi chưa nói hết. Anh còn tội bán xăng giả, kém chất lượng nữa. Chành nhau mãi mới mua được trái xăng này. Đợi ngày mai nó lên 30-40 nghìn, mình bán lại hiểu gì cũng có lời. Nước đổ vào xăng hay là xăng đổ vào nước thì nó cũng là xăng. Cơ hội làm giàu của mình đến rồi. Anh đi làm gì tôi? Có tội thì phải chịu tội. Để tôi xem với clip tôi quay được và lời khai của cô bé này, xem anh có thoát tội được không? Thảo, đưa cậu ta lên đồn. Ở kia, đây, đây, à. Này cô kìa, cô không có mắt à? Hả? Trước hết sơn của xe tôi rồi. Đền đi. Tôi phải đền bao nhiêu ạ? 5 triệu. 5 triệu á? Này, anh đừng có mà ép người quá đáng chứ. Đấy là tôi còn lấy cái giá gọi là hữu nghị đấy. Để tôi mà gọi cái đội sửa xe đến đây ấy, thì tôi e là giá nó không chỉ dừng lại ở 5 triệu đâu. Chuyển tiền nhanh lên để tôi còn đi có việc đây. Chứ không phải nhanh lên để anh còn đi lừa người khác à? Ai lừa? Hả? Cô ta làm xước xe của tôi thì cô ta bắt buộc phải đền thôi. Cô gái, đồng tiền đi liền khúc ruột, lần sau trước khi giao dịch phải cân nhắc cẩn thận, thiếu chút nữa là cô bị lừa rồi đấy. Con xe này chắc chắn là đắt tiền, mày chỉ cần nhá, lựa cái đứa nào ngây thơ một tí, dễ lừa một tí, hiểu chưa? Con mồ đang đến rồi đấy, cứ thế mà vào việc nhá. Chị làm như đây là xe của chị cũng bằng ấy. Anh còn bây giờ đến lượt cậu giải quyết vết xước trên xe của tôi đi. Đường nhà cô à mà cô thu tiền trong xe? Trông ăn mặc thì cũng bảnh bao, xe thì đẹp mà lại tiếc mấy đồng cho phụ xe à? Hay là đồ đi mượn, xe đi thuê? Ai nói với cô là tôi đi mượn? Cô thích tiền này đúng không? Của cô tất tiền thừa ấy, bo cho cô nhá. Cô thích lấy thì cúi xuống mà nhặt. Mà cô em trông cũng được đấy nhở. Về làm giúp xe riêng cho anh đi. Anh bảo gì ấy thì em chỉ cần làm thế thôi, tiền kiếm được đấy, có khi còn nhiều gấp mấy lần chỗ này ấy chứ. Anh muốn tôi phụ xe cho anh đúng không? Tôi nói cho anh biết, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu dùng tiền để mua cái thứ rẻ mạt nhất, tôi sẽ dùng nó để mua nhân cách của anh. Đừng vì sĩ diện hão mà chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Con gái con lứa, nhuộm tóc thì bạc trắng cả da, người thì xăm trổ đầy mình này. Ôi dồi ôi, ra ngoài đường lại còn đeo cái tai nghe to đùng to đoàn nữa. Nhìn là biết cái loại hư hỏng rồi. Xin lỗi cô. Ví của mình đâu? Làm gì vậy? Tôi biết ngay là cô lấy trộm ví của tôi mà. Bây giờ cô còn chối cãi nữa không hả? Cái loại đầu trộm đuôi cướp, nhìn là đã biết không phải loại thực tế gì rồi. Tôi không hề lấy, tôi không biết tại sao nó lại nằm trong túi của tôi. Chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Con gái cô đâu rồi? Con có làm sao không?
này, xin lỗi con. Tôi thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có chị đuổi theo hắn ta thì không biết bây giờ con gái của tôi như thế nào nữa. Mà chị lại còn đỡ đòn hơn con bé nữa chứ. Từ nay ra ngoài cô để ý con bé vào. Bây giờ bọn bắt nhiều thủ đoạn lắm. Cũng tại tôi chỉ chăm chăm dò xét và dè bỉu chị, thế nên mới không phát hiện ra biểu hiện lạ của hắn ta. Đúng là không thể chỉ nhìn ngoại hình mà đánh giá nhân phẩm của một con người được. Là do tôi quá nông cạn và định kiến mất rồi. Cô ơi, con tặng cô này. Con lại thấy vẻ ngoài của cô rất ngầu luôn. Cô là người phụ nữ đỉnh nhất, ngầu nhất mà con từng gặp luôn á. Cô ơi, cho cháu một đĩa mì xào, một khoai tây chiên, một cốc trà sữa với một đĩa bánh ạ. Đồ ăn gì mà mặn thế, thế cũng đòi một quán. Con ăn sắp xong chưa? Để mẹ đến đón. Ăn hết đồ ăn không đấy? Con ăn hết chưa ạ? Hết sạch luôn. Còn bao nhiêu gọi bấy nhiêu mà. Con nói thật không? Mẹ đến mà thấy con để thừa đồ ăn thì tháng này mẹ cắt tiền tiêu vặt đấy nhá. Vâng ạ. Đáng thương quá, đã không nhìn thấy gì mà còn phải đi ăn xin nữa. Hôm nay cháu có một suất cơm đặc biệt cho tặng cho chú này. Chú cảm ơn nhá, nhờ có con mà hôm nay chú được một bữa no rồi đấy. Không có gì đâu ạ. Ai lại lấy đồ ăn của tôi đây? Chị xin lỗi, chị bị bấp chân làm rơi đồ ăn của em rồi. Đồ ăn rơi hết rồi, không ăn được nữa. Em cầm ít tiền để mua đồ tử tế mà ăn nhé. Cháu ngoan quá, biết giúp đỡ người nghèo, lại chia đồ ăn cho họ nữa. Cô có cái kẹo cho cháu này. Cô bị sao vậy? Cô không có mắt à? Sao kẹo đã rơi bẩn thế này rồi mà cô còn cho người khác nữa? Chứ sao cháu cũng có đôi mắt thông minh sáng như kia mà lại nhặt đồ ăn bẩn rồi mang cho chú ăn xin mù kia. Thứ gì cháu không muốn nhận phải thì đừng bao giờ làm cho người khác. Hợp đồng em làm xong rồi đấy ạ. Chị xem và ký để em gửi cho bên đối tác với ạ. Tốt. Thật là chị, em cảm ơn chị nhá. Thế này em sẽ phải cố gắng để cho không phụ lòng chị ạ. Sáng ơi con ơi, mau về nhà với bà đi con. Đi. Ây, cháu đã bảo bà bao nhiêu lần rồi. Bà đừng có đến công ty tìm cháu. Đường đường là một nhân viên xuất sắc, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cháu. Cháu không thể để cho mọi người biết được cháu có một người bà nghèo khổ như bà được. Rồi, mau về đi cháu ơi. Ôi. Sang, sao em lại đối xử với bà của mình như vậy? Chị đừng có tin bà ta, em không phải là cháu của bà ta đâu ạ. Bà ta là kẻ lừa đảo đấy chị ạ. Chị không nghĩ là em là người như vậy đâu. Thằng Sang cháu tôi nó làm ở công ty này, cô có thể gọi nó xuống đây giúp tôi được không? Em gái nó bị ung thư giai đoạn cuối, chắc là không qua khỏi. Tôi muốn em gái nó gặp mặt nó lần cuối, cho nên tôi phải tìm đến tận đây đấy, cô giúp tôi với. Bác yên tâm, để cháu gọi Sang xuống. Sang à, có người nhà đến công ty muốn tìm em, nói có việc gấp, em xuống ngay nhá. Cháu có việc gấp phải đi, cháu xin phép ạ. Vâng, cảm ơn cô. Bảo về đi, đưa số tiền này cho bác sĩ, nhờ họ chăm sóc con bé cho cẩn thận vào. Cháu nhiều việc lắm, cháu không về với nó được đâu. Đi nhá. Đúng là em rất giỏi, chị rất cần người có tài cống hiến cho công ty. Nhưng chị cần người có tâm và có hiếu hơn. Chị ơi, em biết em sai rồi ạ, chị đừng có đuổi việc em. Chai bia này rơi xuống với lực rất mạnh, chắc hẳn rơi ở độ cao khoảng từ tầng thứ 6. Chai này khi rơi xuống cũng nát, độ vỡ nát khoảng 7. Vì vậy, có thể rơi từ tầng 4 đến tầng 6. Tầng 5 không có lan can bảo vệ, lại mở cửa một góc rất lớn. Mà từ tầng này chai bia rơi xuống, độ vỡ cũng rất khớp. Chính là căn phòng này rồi. Mày khôn hồn ấy, thì nôn tiền ở đây. Nhanh lên! Bỏ tôi ra!
không sao chứ? Em yên tâm, công an đang đến rồi. Em cảm ơn vì chị đã cứu em. Ôi trời ơi, xe đẹp thế. Như thế này à? Hôm nay mình hời chắc luôn. Bông chờ mẹ một tí nhé, để mẹ lấy xe. Vâng ạ. Ai ơi, cứu! Người ta lùi xe kiểu gì, đâm vào mẹ con tôi rồi. Ôi trời. Mẹ ơi, kia có phải là cô sáng nay mình gặp không? Sao bây giờ cô lại đã có em bé thế à? Sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Trẻ con mà không biết nhường người lớn à? Cả làng cả nước ơi, ra đây mà xem. Người ta lùi xe vào tôi là còn đứng trơ mắt ra nhìn đi kìa. Tôi nói cho cô biết nhá, hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì ấy, cô không xong với tôi đâu. Ây ôi. Ôi dồi ôi. Cô ơi, cô cẩn thận ạ. Coi như ấy, là mày cũng biết điều đấy. Mày bảo với mẹ mày ấy, là đền cho tao đi. Tao còn phải đi khám xem con tao có sao không chứ. Đâm vào người ta mạnh thế cơ mà. Cô yên tâm, nhà cháu thì lại chẳng có gì ngoài tiền. Hay là... Thế thì bảo mẹ mày đền đi, nhanh lên. Từ từ đã cô. Trước hết thì... Hóa ra đây là bụng giả, đồ lừa đảo. Đã không được miếng rồi, lại còn mang tiếng nữa. Hai mẹ con nhà chúng mày nhá, cứ chờ đấy. Cô ơi, cô quên đồ nghề này.